tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối vào tối 22 tháng 3 vừa qua lại phát hiện một vụ xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống cống thoát nước mưa. Theo đó, vào 18 giờ ngày 22 tháng 3, qua kiểm tra rà soát công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, phát hiện tại hố ga đấu nối đường thoát nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hòa Việt Nam có dòng nước màu đỏ nhạt, mùi hôi khó chịu và bốc hơi nóng. Bố trí máy xúc đào kiểm tra thì phát hiện đường ống đi từ hố ga đấu nối đang xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa theo hướng thẳng từ công ty Đại Hòa ra. Công ty này đang cho hai doanh nghiệp khác thuê mặt bằng sản xuất. Tại thời điểm đó, xác định chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Kim Bằng Gì Việt Nam chuyên sản xuất dệt nhuộm đang hoạt động có lưu lượng nước thải 369 mét khối trên ngày đêm. Công ty bên cạnh chuyên về lĩnh vực may mặc không phát sinh nước thải sản xuất và không hoạt động. Công ty Bằng Gì có ký hợp đồng xử lý nước thải với khu công nghiệp và có điểm đấu nối xả thải qua đồng hồ tại vị trí cách điểm đấu nối đường thoát nước mưa khoảng 50 mét. Đại diện công ty Bằng Nhì không ký vào biên bản làm việc tại hiện trường tối ngày 22 tháng 3 và cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị cho thuê hạ tầng mặt bằng là công ty Đại Hòa. Chị Thiết là bên công ty Đại Hòa là cái đơn vị là chịu trách nhiệm về chuẩn bị cho thuê cơ sở hạ tầng đối với công ty Bằng Nhì. Thì chị có thừa nhận là cái câu chuyện là chị cải tạo nhầm cái đường ống nước thải vào cái đường ống nước mưa, và chuyện cải tạo này thì mới xảy ra khoảng 2-3 hôm, hoàn thành khoảng 2 hôm, và hôm phát hiện ra thì chị mới nói là mới là chính thức là xả vào đấy. Theo quan điểm của ông, cái việc mà nói là nhầm như này có thuyết phục hay không? Thực ra thì đối với tôi thì không thuyết phục,